Cánh rừng rậm rạp xanh tươi này có vẻ trông giống với một cánh rừng nhiệt đới, nhưng thực ra nó nằm ở phía đông nước Nga. Đây là vùng đất có những cánh rừng ôn hòa nhất trên trái đất và là một vùng sinh thái đa dạng nhất tại Nga. Một thế giới đầy những sự khắc nghiệt, một nơi cư trú duy nhất của một loài thú quý hiếm và mạnh mẽ. Từ châu Âu, ta phải bay 1/3 chặng đường quanh trái đất để đến được rìa đông nước Nga. Nằm cách thủ đô Moscow khoảng 9.600 km về phía đông, băng qua vùng Siberia rộng lớn, thế giới trên cạn nhường chỗ cho một vương quốc còn lớn hơn, biển Thái Bình Dương. Nằm giữa rừng Taiga và biển là vùng đất Ussuri. Vào tháng 3, phía đông cánh rừng Taiga vẫn chưa thoát khỏi sự kiểm soát của mùa đông. Đây là một con chồn Marten Ấn Độ. Nó đã sống sót qua mùa đông đầu tiên trong đời. Đây là loài thường thấy trên các cánh rừng mưa nhiệt đới. Sự tồn tại của nó tại vùng Ussuri này là một ngoại lệ. Tại đây, nó học được cách sống trong băng tuyết. Vào thời điểm này trong năm, nguồn thức ăn vẫn còn khan hiếm. Chồn Marten dành hầu hết thời gian sống trên ngọn cây cùng với 450 loài chim của miền Ussuri. Nằm về phía tây bắc của Ussuri là con sông Amur, một trong hai con sông lớn nhất nước Nga và là một trong 10 con sông lớn nhất thế giới. Sông Amur bắt nguồn từ một vùng đất có kích thước tương đương với Mexico. Ussuri là vùng đất duy nhất của Nga nằm trọn trong đới gió ôn hòa. Vào mùa đông, nó mang đến cái lạnh như cắt da cắt thịt từ vùng Siberia ở phía tây. Nhưng vào mùa hè, băng tuyết nhường chỗ cho những dòng hải lưu ấm của biển Thái Bình Dương. Trên vùng đất độc đáo này, các loài động vật từ miền Bắc rừng Taiga hòa lẫn vào các loài động vật vùng miền Nam. Trong số các động vật miền Nam, phải kể đến loài hổ Amur huyền thoại, một loài mèo lớn nhất trong tự nhiên. Ussuri là nơi sinh sống duy nhất của loài hổ lớn này. Chỉ mới 1 năm tuổi, con hổ đực này đã nặng tới 181 kg. Nó vẫn sống với mẹ cho tới khi hổ mẹ mang thai. Khi hổ mẹ đến kỳ động dục, con hổ đực mới lớn này rời xa mẹ nó. Hổ cái chuyển đi tín hiệu động dục qua những điểm đánh dấu bằng mùi. Một con hổ đực Amur trưởng thành có vùng lãnh địa rộng lớn gấp 10 lần so với họ hàng của chúng ở miền nhiệt đới. Không phải lúc nào chúng cũng xuất hiện đúng lúc. Lần này, kẻ theo đuổi nó đã tới sớm hơn vài ngày và con cái vẫn chưa sẵn sàng giao phối. Nên thay vì tiếp đón con đực, nó lại giữ khoảng cách. Hổ đực có thể nhận biết tín hiệu từ người con cái phát ra bằng một cơ quan nhạy cảm trên đầu mũi. Như vậy, chắc chắn nó sẽ quay lại trong vài ngày tới. Trong thời tiết đầu xuân, băng đã tan ở một vài đoạn trên con sông tại miền viễn đông này. Đây là nơi ẩn nấp rất quan trọng đối với một số loài nhút nhát nhất và chuyên sống về đêm ở Ussuri. Trong màn đêm u tối, những tiếng kêu rần rần cất lên. Màn đêm đó thuộc về một loài cú lớn nhất trên thế giới, loài cú mói cá Blackingston. Con chim cú này có thể đợi hàng giờ dưới tiết trời đêm lạnh lẽo. Tuy vậy, có khá nhiều loài cá khác nhau sinh sống trong con sông này. Chúng thường nấp dưới những tảng băng. Trong số những loài chim cú hiếm nhất trên trái đất, cú mói cá là loài thích nghi đặc biệt với những con mồi máu lạnh. Sự thích nghi lạ thường này chỉ được đảm bảo nhờ có sự dồi dào của các loài cá trong sông Ussuri. Trên bờ biển, con sông Ussuri đổ nước ra vùng biển Nhật Bản. Vào tháng 4, dòng biển nhiệt đới Tsushima chảy về hướng Bắc thẳng tới Nhật Bản và bắt đầu đánh thức giấc ngủ đông trên vùng đất Ussuri. Những con vịt cổ viền tụ tập lại thành đàn và kết thành từng cặp trong mùa giao phối. Cách đó không xa, khi nước lên, những con hải cẩu đốm Laga lại phải chuẩn bị rời khỏi nơi phơi nắng của chúng. Do vừa trút bỏ bộ lông mùa đông, nên chúng cần tắm nắng càng nhiều càng tốt trước khi trở lại mặt nước lạnh cống. Nhờ có dòng biển nhiệt đới Tsushima nên nhiệt độ trong nước bắt đầu tăng lên. Trong những tháng tới, nhiệt độ sẽ tăng lên đến 15 độ C. Hải cẩu Laga và sức nạp đầy năng lượng với một số cá và nhím biển trong vùng này. Đàn vịt cổ viền phải sẵn sàng cho các dòng biển mang phù du và các dưỡng chất khác tới. Tuy các dòng biển chạy rất mạnh, nhưng đàn vịt vẫn lao xuống. Trong khi dòng nước vẫn còn cao, chúng cố gắng mò tìm ốc biển
tôm và những con cá nhỏ từ trong bãi cỏ dưới nước. Sau đó, chúng sẽ rời mặt biển để trở lại chăm sóc đàn con trên đất liền. Vào mùa xuân, trên miền biển phía đông, sự hội tụ của các dòng hải lưu lạnh và ấm tạo ra làn sương mù trên mặt biển khi tác động nhiệt của dòng Tsushima tăng lên. Sương mù tỏa lên cả sườn núi và rồi được đẩy sâu vào trong đất liền. Giống như một lời thần chú, hơi ẩm lan tỏa khắp vùng Taiga, để rồi từ từ đánh thức nó ra khỏi một giấc ngủ dài. Những nơi khắc nghiệt và ít có kẻ ghé thăm trong mùa đông, giờ đây lại đang trở thành một điểm đến hấp dẫn. Khi cây cối đã bừng tỉnh, thì nhiều cư dân trước đây ẩn mình trong suốt mùa đông cũng thức giấc. Với con sóc chuột này, việc đầu tiên nó phải làm là tìm lại nguồn thức ăn nó đã cất trữ trong mùa thu. Tuy nhiên, nó thích dùng thức ăn trong kho của hàng xóm hơn và để dành thức ăn của nó để dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Khi mà con sóc chuột để lộ ra nơi cất trữ thức ăn của nó, thì một màn tranh giành thức ăn lại bắt đầu. Vào thời điểm này trong năm, cặp củ bói cá Blakiston rất chăm chút đến đứa con của chúng. Khi được 2 tháng tuổi, củ con đã to bằng con ngỗng và cha mẹ nó đã đặt nó trong một cái thân cây phù hợp, trên độ cao khoảng 12 mét so với mặt sông. Những tiếng kêu vang dội khắp núi rừng báo hiệu đã đến lúc tỉnh giấc và bữa tối đang được mang về. Mặc dù vậy, con cú con bây giờ đã có cái tổ riêng của mình và nó vẫn chưa sẵn sàng để tự đi săn. Con cú con đang lớn sẽ cần thêm nhiều con mồi nữa trong đêm nay. Và khi hoàng hôn xuống, công việc của bố mẹ nó mới chỉ bắt đầu. Đối với loài cú, mặt trăng cũng đủ soi sáng cho chúng như ban ngày và đảm bảo thành công cho các chuyến đi săn. Cặp cú bố mẹ liên tục bắt cá cho đến sáng. Còn lúc này, chúng vừa phải tự chăm lo cho mình và mang về ít nhất 10 con mồi cho đứa con đang trông mong ở nhà. Trong khi đó, mùa xuân đã thực sự về trên vùng đất Ossuri. Một cánh rừng ôn đới trù phú nhất trên thế giới đang vươn dậy với một màu xanh bát ngát. Phía tây là cả một cánh đồng rộng lớn trải dài qua bên kia biên giới Trung Quốc. Tại tâm điểm của vùng là một biển nội địa khan ca lớn nhất miền Viễn Đông nước Nga. Những cánh đồng sen lớn nhất thế giới phát triển tại đây nhờ có những đặc điểm riêng của vùng khan ca. Và vì thế cũng kéo theo vô số loài vật về đây sinh sống. Chim diềm là loài chim có khả năng săn mồi dưới nước độc đáo. Với cái mỏ sắc nhọn, nó có thể chụp chính xác những con mồi dưới nước. Loài rùa mai mềm Trung Quốc có thể thở nhờ cái cổ dài và 2 lỗ mũi vươn dài để hít thở, trong khi cả cơ thể nằm dưới nước và được bảo vệ. Cái mai mềm và dẻo giúp chúng nhanh nhẹn hơn trong nước và đồng thời cũng dễ bị tổn thương hơn. Nhưng nó có nhiều việc cần phải làm trong 5 tháng mùa hè ngắn ngủi. Con rùa này đang cần một nơi lý tưởng để phơi nắng. Ở loài rùa này, con cái thường lớn hơn con đực rất nhiều. Cặp hàm khỏe giúp chúng nghiền nát con mồi, song cũng hữu ích trong việc dàn xếp các cuộc thi. Không như những họ hàng ở vùng nhiệt đới, loài rùa này không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Trong mùa hè ngắn ngủi, chúng cần hấp thụ tất cả những hơi ấm cần thiết cho cả năm. Khi băng tuyết trở lại trên vùng khan ca, loài rùa này sẽ trở lại giấc ngủ đông bên dưới lớp băng cho đến mùa hè năm sau. Hơi ấm của dòng hải lưu Tsushima lan tỏa trong mùa hè của vùng đất Ossuri và được len lỏi vào nhịp sống của cánh rừng Taiga. Mỗi khi hè đến, loài hươu Sika lại tập hợp lại và cùng nhau tiến ra biển. Chúng dựa vào số lượng đông đảo để được an toàn. Khi có động, cả đàn chuyển sang tư thế chuẩn bị. Chúng phát ra những âm thanh cao tầng để cảnh báo các con khác nên thận trọng. Tiến dần từng bước, cả đàn kéo gần đến bờ biển. Những tiếng sóng rì rào rất gần kéo chúng tiến lên. Khi đến được bờ biển, chúng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tìm kiếm rong biển. Những lá rong biển rải rác trên bờ biển này đã mất đi lượng muối trong đó do tuyết và mưa triền miên. Do vậy, đàn hươu phải quen với nhu cầu natri của chúng tại đây. Do nhu cầu cần muối, đàn hươu Sika đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm trên bờ biển trống trải. Con hổ Amur biết rõ những điểm yếu của chúng. Mặc dù việc săn hươu thường diễn ra vào ban đêm, nhưng đôi khi cũng có những ngoại lệ. Vào mùa hè, loài hổ sống về đêm này thường săn gấu đen Himalaya, lửng hay cầy.
Nhưng trên bờ bán đảo này, Hushika không có cơ hội trốn thoát và trở thành con mồi dễ dàng. Bắt đầu từ tháng 5, những đám mây bị ảnh hưởng của gió mùa bắt đầu dồn lại. Miền rừng Taiga tại Ussuri là cánh rừng mưa duy nhất tại Nga. Vào mùa hè, nơi đây có đủ các lợi thế của hơi ấm và hơi ẩm. Cơn mưa lớn không ảnh hưởng nhiều tới con gấu đen Himalaya này. Không như người anh em gấu xám của chúng, con gấu này dành hầu hết thời gian sống trên ngọn cây của vùng rừng Taiga thay vì sống dưới mặt đất. Kỹ năng leo trèo trở nên cần thiết để tránh những con hổ Amur. Nhưng thực ra, con gấu này cũng không còn kẻ thù đáng ngại nào khác. Nó ăn lớp gỗ ngoài ngay bên dưới lớp vỏ cây, có tác dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa của nó. Bữa ăn tiếp theo bao gồm lá, rễ cây và côn trùng. Con cú này đã ở một mình dưới mưa suốt đêm. Cái tổ đã bị ngập, còn nước sông thì đang dâng lên. Đã đến lúc tìm một nơi nào đó cao hơn và khô ráo hơn. Cơn mưa dẫn nước từ nhiều con suối để thành một con sông chảy xiết. Khi nước ngập cả vùng, đã tạo ra cả một thế giới khác dưới nước. Những vùng ở gần vùng hồ Khanka liên kết với nhau nhờ nước từ cơn mưa lớn. Nước lũ kéo về và đổ vào lưu vực sông. Những cơn gió mùa khiến cho cả vùng thung lũng lay động. Vùng hồ nông Khanka giờ đây đã trở thành một biển nhỏ nguy hiểm. Những đợt sóng mạnh và liên tiếp đã xóa sạch hết dấu vết bờ hồ. Những cơn gió giật mạnh cũng khiến cho những chuyên gia bay lão luyện cảm thấy không muốn cất cánh. Dọc những rừng nước ngập nước, các đầm phá được tạo thành. Ngay khi cơn bão qua đi, con rùa mai mềm lập tức tiến về phía đầm nước mới như một con thiêu thần lao đầu vào lửa. Nó biết rằng cơn lũ đã cuốn theo vô số con mồi về đây. Nhưng sự cạnh tranh luôn xảy ra. Con cá đầu rắn này thường chỉ ăn cá, nhưng đôi khi nó cũng ăn cả những động vật có vú nhỏ. Bị kẹt lại giữa hai kẻ săn mồi, đàn cá không còn lối thoát. Trong mùa hè, loài rùa Ussuri phải ăn càng nhiều càng tốt. Kể từ lúc này, nó chỉ còn lại một tháng nữa để kiếm thức ăn và dự trữ năng lượng trong suốt mùa đông. Vào tháng 8, nguồn nước của dòng hải lưu Tsushima đạt tới đỉnh điểm. Nhiệt độ nước biển bây giờ đã đạt mức cao nhất vào khoảng 20 độ C. Những hòn đảo như quần đảo Kurin vẫn còn mang nhiều dấu tích của sự sống trên cạn. Sau 9.600 km đường núi chập trùng, tại đây là giới hạn của lãnh thổ nước Nga. Cánh rừng Taiga đang trổ hoa trở nên thưa thớt dần và nhường chỗ cho thảm tạo biển như một loài ngoại lai. Trong vùng nước được mặt trời chiếu sáng, xuất hiện những sinh vật kỳ lạ. Loài cá Fugu Nhật Bản hay cá nóc được dòng hải lưu Tsushima mang tới tận bờ biển nước Nga. Tuy cá nóc có kích thước nhỏ, nhưng chúng có cơ chế phòng vệ hoàn hảo. Các cơ quan của chúng có chứa một trong những độc tố mạnh nhất trong tự nhiên. Gần đó, một con sao biển đang dò tìm thức ăn. Một bữa tiệc hỗn loạn xảy ra chỉ vài phút sau đó. Con mồi không còn cơ hội trốn thoát. Một loại dịch tiêu hóa giúp hóa lỏng con mồi từ bên trong, trước khi thứ dịch đó được hút ra làm thức ăn. Lớp vỏ chai này tạo thành một dạng san hô bảo vệ của vùng biển Nhật Bản. Một con hải sâm đang quét sạch bề mặt vỏ chai để tìm kiếm thức ăn. Trong khi một số loài sinh sống tại vùng biển này quanh năm, số khác như loại cá Wabigon này lại chỉ là những vị khách ghé qua từ Nhật Bản. Trước khi mùa đông đến, những vị khách di trú như loài cá Wabigon sẽ kết thúc việc đẻ trứng và trở lại vùng nước ấm hơn là vùng phía đông nam. Thế rồi, mùa thu cũng đã về trên vùng đất Ussuri. Khi mùa đông khắc nghiệt đến gần, lại xuất hiện một màu cháy vàng lan xuống dần từ phía rặng núi. Như một thông điệp gửi đến các cư dân của mình, rừng Taiga phát đi một tín hiệu rực rỡ, báo hiệu đã đến lúc dự trữ năng lượng cho mùa đông dài sắp tới. Đây là một con hưu xạ, loài thú nhút nhát trong rừng Taiga, chỉ lấp ló sau những chiếc lá mỏng. Những chiếc gạt hưu to lớn tỏ ra không thực dụng trong rừng Taiga, nên cặp răng nanh dài của con hưu đực đóng vai trò là vũ khí đe dọa kẻ thù. Mùa thu nơi vùng biển đông rất ngắn ngủi. Những đài sen đã trống rỗng, hạt sen đã rụng xuống nước từ lâu. Tác động của sương muối lan rộng trên khắp vùng bờ hồ Khanka. Nhưng đám cỏ sậy vẫn là nơi bám trụ cho một số loài. Biển hồ nội địa Khanka sẽ bị tuyết phủ đầy chỉ trong 2 tuần nữa và kéo dài trong 7 tháng mùa đông lạnh giá. Vào cuối tháng 10,
mùa đông đã không còn chơi trò trốn tìm. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng đã làm cả cánh rừng taiga đông cứng và cả vùng rừng trở nên im lìm vào đúng thời điểm. Những dấu vết còn sót lại của mùa hè ngắn ngủi trên vùng Osuri được bảo quản trong những tư thế kỳ lạ. Mùa đông vươn ra vùng bờ biển sau cùng, vì biển đã ngăn cản và làm chậm lại sự bắt đầu của mùa xuân. Nhưng bước sang tháng 11, dòng hải lưu nhiệt đới Tsushima bị đẩy xuống bởi các dòng hải lưu Bắc Cực. Bây giờ, tuyết đã rơi trên mặt biển Thái Bình Dương. Những loài sinh sống trên vùng đất Osuri biết rõ hai mặt trái ngược của cuộc sống vùng địa cực, vừa dễ dàng vừa khó khăn. Và có lẽ cũng chính vì lý do đó, chúng vẫn tiếp tục sống như thế trong hàng thiên niên kỷ. Giống như mùa đông taiga, có cả sự sống tồn tại và đóng băng vào đúng thời điểm.